Con này nó sáng lắm. Chung đẹp trai. Mập 21 inch, 7 chấu. Bạn này đi kiểu bạn SB trông cái nhạc đẹp. Gần bằng SB. Em là như kiểu bạn SB dài. Black Edition, Range Rover Black Edition. Đẹp tên man. Camera 360. Xin chào các bạn. Chiếc này thì nội thất bên trong gọi là siêu đẹp. Nó đi từ phía sau. Cửa mở chính điện. Một nút chạm. Đây là không gian chế độ rất là rộng, phiên bản long rất là rộng. Cái bậc thứ hai này cũng có ống mở điện. Mở điện còn đóng bằng tay. Nào khoang của khách VIP, một chủ xe ở phía sau. Đây chính là khoang dành cho chủ xe. Phiên bản này là 4 chỗ ngồi, phía sau có 2 chỗ ngồi. Ghế ngồi phía sau nhớ 2 vị trí. Đang chỉnh điện. Mình sẽ điều chỉnh thử cho các bạn xem. Lên. Các bạn có thể thấy cái thành ghế đấy nhô ra khá là dài. Và khi này bạn có thể ngả xuống. Tạo ra một cái ghế ngồi cực kỳ thoải mái. Cực kỳ thoải luôn, các bạn có thể thấy. Không gian rất là rộng. Phiên bản này thiếu cái đệm bắp đùi ở phía sau. Các bạn có thể ngả, đây là ngả hết cỡ rồi. Khi bạn ấn ngả nữa, nó sẽ tự động trượt cái phần này lên hết cỡ. Cái này cũng có thể nâng lên hạ xuống được. Đây là bạn có thể nâng lên. Bạn nâng cái ấy lên hoặc là bạn hạ xuống khá là nhanh. Còn khi bạn để trạng thái bình thường, nó sẽ lọt ở cái vị trí giữa, nó sẽ lõm xuống như này. Còn khi bạn ngả ra, nó sẽ ngửa ra như này. Rất đẹp. Phía sau thì được trang bị hai cái màn hình giải trí LCD. Đây. Có trang bị tai nghe Bluetooth các kiểu hiệu Range Rover. Đây là những cái tinh chỉnh, những cái nút dành cho khoang sau. Loạt phim bập dành cho khoang sau. Hai hộc để đồ cũng như ngăn để cốc, khay để cốc. Vị trí phía dưới đây có một cái hộc lạnh. Có thể để vừa 4 chai nước La Vi. Có cổng USB và các cái giác cắm tai nghe hay là giác cắm loa. Không, những cái giác cắm mình cũng không rõ mấy cái giác cắm đỏ, trắng, vàng kia là được làm gì. Hệ thống loa là Meridian, cao cấp Meridian, Meridian. Có rèm che nắng cho khoang phía sau. Tại đây còn có một cái hộc chứa đồ nữa, các bạn có thể thấy.
chiếc xe này thì không được ốp gỗ mà là làm từ chất liệu nhựa cứng cũng như kim loại. Cửa sổ trời toàn cảnh vẫn được trang bị trên chiếc Lexus này. Bạn này nhìn rõ hệ thống loa Meridian. Bật lên xuống, chỉnh điện, mở, các bạn mở cửa ra nó sẽ tự động mở ra. Bạn ơi thật. Qua phía trước, ghế lái, ghế phụ đều được chỉnh điện, nhớ 3 vị trí. Vô lăng 4 chấu khá là đặc trưng trên những chiếc Range Rover, thích hợp khá là nhiều phím bấm chức năng điều chỉnh âm lượng các kiểu, âm lượng cruise control cũng như đây là cái màn hình giải trí. Khi mình ấn cái nút start này thì hệ thống điện sẽ được khởi động, cái màn hình này cũng bắt đầu hoạt động. Khi bạn đây là hệ thống nút bấm vào giữa hàng ghế trước, kích hoạt các cái chế độ khác nhau, các chế độ lái, các cái điều kiện lái khác nhau, khá là nhiều điều kiện lái. Phía dưới có phanh tay điện tử, đây là nút xoay chuyển các chế độ lái, chuyển các chế độ vận hành của xe. Trên đây là cái núm xoay chuyển chế độ vận hành, chuyển chế độ ví dụ như kiểu là P là đỗ xe, N là lùi, N cũng là đỗ này, D là di chuyển này, S là sport này. Các cái phím bấm điều hòa cũng như những cái ấy chức năng hỗ trợ ghế các kiểu. Màn hình giải trí thì kích thước quen thuộc của các dòng xe Range Rover đời trước. Hiện tại thì nó thay thế bằng những cái màn hình cảm ứng 10 inch. Theo cái công nghệ Studio Pro hay là Pro Duo mình không nhớ rõ lắm. Phía sau vô lăng này có lẫy chuyển số này. Lấy chuyển số thể thao. Màn hình hiển thị phía sau. Chiếc Range Rover này đã di chuyển được 18.209 km. Đây, cái màn hình hiển thị dạng điện tử rất là đẹp, trực quan rất là đẹp. Tại đây còn có một cái hộc lạnh khác, cũng có khả năng chứa 4 chai Lavi như ở phía dưới. Cổng sạc USB, jack cắm tai nghe AUX, cũng như cái ổ sạc tẩu thuốc, dạng tẩu thuốc. Đây có một cái chi tiết bệ tì tay, tay nắm. Đây là khoang sau, rất là đẹp. Động cơ của xe là 5.0 Supercharged 550 mã lực. Đặc trưng của dòng Autobio 5. Ghế ngồi bọc da, thiết kế ôm bo sát người lái rất là chất. Đây là logo phiên bản gì mình không rõ. Cái logo thường thấy trên những cái phiên bản đặc biệt của Range Rover, ví dụ như SP hay là phiên bản là Hybrid. Cửa hít nhé. Đây là toàn bộ khoang cabin các bạn có thể thấy. Rất là đẹp, tuyệt vời, sang trọng, cao cấp và đẳng cấp. Mẫu xe mơ ước của rất nhiều người tại Việt Nam. Hiện tại thì xe đang có mặt tại showroom Sơn Tùng Auto
568 Đường Láng. Mình khá thường xuyên qua đây và chơi một số anh chị bên này. Em sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có thể thấy nhìn thấy xung quanh nhiều xe sang, Bentley, i8 và F-Style, Jaguar F-Style mình sẽ giới thiệu trong cái video sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình để thường xuyên cập nhật những cái video mới nhất của mình nhé. Chào các bạn.